Dạ, Hùng tỷ phú mến chào cô chú, anh chị và quý nhà đầu tư ạ. À, hôm nay Hùng có một cái cảnh bay rất là đẹp và một vị trí rất là đẹp. À, muốn giới thiệu đến cô chú, nếu có về đây mình có thể ghé đây cà phê, ngắm biển và ăn uống ở đây. Đây chính là khu du lịch Hòn Chông của thành phố biển Nha Trang Khánh Hòa. À, đây là cái đoạn từ khu du lịch đi xuống. Đó, và đây là vị trí bãi tắm của đường Phạm Văn Đồng. Đây là bãi tắm lớn thứ hai của thành phố Nha Trang, nằm bên chỗ là khu Mường Thanh Viễn Triều. Đó, phía trước chúng ta chính là đường Phạm Văn Đồng của chú ạ. Đó, thì video này thì Hùng không có bán nhà cũng không muốn bán đất, thì Hùng chỉ giới thiệu đến cảnh đẹp ở khu vực này đến cô chú thôi. Sau này cô chú có nhu cầu mua đất ở khu vực này thì hãy liên hệ với Hùng nhé. Chân thành cảm ơn sự yêu mến của cô chú nhớ theo dõi Hùng nhé.